là mình đến thành cổ Quảng Ngãi, một trong những phát hiện rất hay là có 21 phiến đá san hô của quần đảo Trường Sa được mang về đây cho tỉnh Khánh Hòa trao tặng cho tỉnh Quảng Ngãi. Thì ở đây phân chia ra rất nhiều cụm quần đảo, nhưng mà trong cái cụm thứ nhất thì là gồm có bạn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đảo. Thì trong đấy có đảo Đá Đông này, đảo Đá Đông A này, đảo Tốc Tan, cái đảo này rất là quen này, mình nghe rất nhiều này, đảo Đá Lát này cũng nghe rất quen luôn này, đảo Đá Tây A này, và tất nhiên rồi đây chính là đảo Trường Sa. Và có pin ở vĩ độ rất là rõ ràng, rất là rõ ràng. Tiếp theo nữa là đây là đảo Tiên Nữ, chắc là ở đây rất có nhiều tiên nữ đấy chăng. Và đây là đảo Trường Sa Đông, một trong những cái đảo cũng rất là quen thuộc. Trong quá trình nghiên cứu biển của chúng tôi thì mình đã từng nghe những tên đảo này, gồm có vĩ độ và kinh độ rất là cụ thể. Tiếp theo là đảo núi Le A và đảo Phan Vinh. Cái đảo này thì là đã có một cái clip phóng sự mà do một số các ca sĩ nổi tiếng đã đến thăm cái đảo này rồi hát cho các chiến sĩ ở đây nghe. Vĩ độ và kinh độ rất là rõ ràng. Cụm đảo thứ hai là gồm có bốn đảo, thì có đảo Sinh Tồn Đông và đảo Sinh Tồn hai, Sinh Tồn và Sinh Tồn Đông. Ở dưới đây thì là gồm có đảo Len Đao này và đảo Cô Linh, hai cái tên hơi khó nhớ, nhưng mà đây là 9 + 4 = 13 rồi, như vậy là chúng ta đã có 13 đảo rồi. Cụm đảo thứ ba đó chính là 19 + 4 = 13, 14, 15, thì đây là chính là đảo Sông Tử Tây, có cái đảo này rất là quen và đã có rất nhiều mô hình kinh tế xanh triển khai tại đây. Và tiếp theo nữa là đảo Đá Nam, cái đảo này cũng rất là quen, kinh độ vĩ độ thì hơi bị mờ, chắc là sau này để viết lại cho rõ. Là 9 + 4 = 13 + 2 = 15, chúng ta đi sang bên phía này nữa là hai đảo nữa là 17. Mà đây là những viên đá là đá san hô nhé. Về đa dạng sinh học biển Trường Sa do Viện Tài nguyên và Môi trường Biển thực hiện từ năm 2002 đến nay, quá trình nghiên cứu mới được các nhà khoa học ghi lại bằng những thiết bị chụp ảnh và quay phim dưới nước thì, hiện đại. Trường Sa về gồm có đảo Thiền Trài, ô cái đảo này rất là quen này, đảo này mình đã từng gọi như là đọc kỹ cái điều kiện kinh tế xã hội ở đây, và đảo An Bang, hai cái đảo này rất là dễ nhớ, quen thuộc với lại dân nghiên cứu biển của chúng tôi là đảo Thiền Trài và đảo An Bang. Cuối cùng là đảo cuối cùng. Như vậy là có 9 + 4 = 13 + 4 = 17 và cộng với lại 4 là 21 đảo. Thì trong này có đảo Nam Yết rất là quen thuộc, đảo Sơn Ca đã đi vào thơ ca rồi cũng rất quen thuộc, đảo Đá Thị và đảo Đá Lớn A. Đấy là như vậy là có 21 đảo thuộc quần đảo Trường Sa, và những viên đá san hô này được mang từ Trường Sa về để mà trưng bày tại đây. Nếu anh em có dịp vào thành cổ của Quảng Ngãi thì hãy đến cái điểm này tham quan, và cũng như là để mà chúng ta học lại cái lịch sử. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tới.